Chiều ngày 11 tháng 5, tại địa bàn xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm hai em sinh năm 2006, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Minh Châu, tử vong. Cả hai em đều có địa chỉ tại thôn Lộng Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Nguyên nhân ban đầu được xác định buổi chiều sau khi tan học trên đường từ trường về nhà, hai em điều khiển xe máy va chạm với xe tải đi hướng ngược lại. Sau khi va chạm, các em bị thương nặng, được người dân đi đi cấp cứu nhưng không qua khỏi theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết thời điểm xảy ra tai nạn lượng học sinh khá đông cộng với thời tiết mưa gió khiến hạn chế tầm nhìn hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn